Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Khương Proof Plumbing and Builder, chuyên thiết kế và sửa chữa các hệ thống ống cống, ống nước, ống gas cho nhà và shop, cũng như tất cả các công việc liên quan đến plumbing. Ngoài ra chúng tôi cũng chuyên về thiết kế tân trang nhà và shop, phòng tắm, nhà bếp, cơi nới nhà cửa, đặc biệt gắn ghế cho các tiệm nail. Với kinh nghiệm trên 15 năm, tay nghề cao, công việc bảo đảm và giá cả phải chăng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Khương qua số 0424 131 868. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, nền kinh tế Úc sẽ không bị suy thoái cho dù kinh tế Trung Quốc đang bước vào thời kỳ khủng hoảng, theo lời Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers. Trong sinh hoạt chính trị, Thủ tướng Albanese đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Faden ở Gold Coast. Trong khi tại Queensland, Phó Thủ hiến Stephen Marr xác nhận không có ý định thay thế Thủ hiến Palaszczuk. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Hai ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Việt Face TV. Đầu tiên là tin sinh hoạt kinh tế. Nền kinh tế Úc sẽ không suy thoái, mặc dầu kinh tế Trung Quốc đang trên đà hạ giảm nghiêm trọng. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc đã và đang hứng chịu sự suy thoái kinh tế trong những tuần lễ gần đây, với tình trạng giảm phát và xuất khẩu liên tục giảm hạ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thì lại gia tăng. Bộ trưởng Jim Chalmers cho biết, sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại. Nhưng đồng thời ông Jim Chalmers cũng khẳng định điều này khó có thể gây ra suy thoái tại Úc. Phát biểu trên đài Sky News, Bộ trưởng Jim Chalmers nói rằng, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Úc sẽ chậm lại, nhưng dự kiến hoạt động kinh tế sẽ không bị thu hẹp với thị trường nội địa. Trung Quốc từ lâu đã là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng vô số những trở ngại ngày càng gia tăng đã khiến Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát sau khi xuất khẩu đã giảm 14,5% trong 12 tháng tính đến tháng 7. Ngoài ra, đầu tư nước ngoài cũng giảm xuống mức yếu nhất kể từ năm 1998. Bên cạnh đó, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cũng ở mức cao chưa từng có, làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những cơn gió ngược kinh tế lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đồng thời, lĩnh vực gia cư tại Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng, khi mà một trong những công ty bất động sản lớn nhất là Country Garden đang trên bờ vực phá sản vì không có khả năng trả nợ. Bắc Kinh đã nhận ra những thách thức kinh tế ngày càng tăng mà Trung Quốc phải đối mặt, và đã thể hiện cam kết cung cấp hỗ trợ chính sách bổ sung. Trong một động thái đáng ngạc nhiên, Ngân hàng Trung ương Quốc gia cũng đã bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nỗ lực ngăn chặn vòng xoáy kinh tế đi xuống. Tuy nhiên, những hành động này sẽ cần thêm thời gian để tạo ra bất kỳ kết quả rõ ràng nào, và cho đến thời điểm này đã không thể thúc đẩy niềm tin của thị trường. Kế đến là tin đời sống xã hội. Úc đối mặt với thách thức kép về dân số. Trong tuần qua, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã trình bày chi tiết của báo cáo liên thế hệ gọi tắt là IGR. Qua đó cho thấy khoảng 25% dân số Úc sẽ trên 65 tuổi trong vòng 4 thập kỷ tới, tức là gia tăng so với tỷ lệ gần 17% giai đoạn 2022-2023. Cũng theo báo cáo này, tốc độ tăng trưởng dân số của Úc sẽ giảm xuống còn 1,1% mỗi năm trong 40 năm tới, so với mức 1,4% trong 40 năm qua. Đáng chú ý, dân số già sẽ gây áp lực lên nguồn lực tài chính khi báo cáo dự báo rằng khoảng 40% mức tăng chi tiêu dự kiến của chính phủ trong 4 thập kỷ tới sẽ được thúc đẩy bởi tình trạng người dân ngày một lớn tuổi. Vì thế, nước Úc phải lập kế hoạch cho dân số già hơn, bao gồm giảm bớt rào cản đối với người lớn tuổi tham gia vào lực lượng lao động, phụ nữ và các nhóm thiểu số muốn làm việc.
Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng có thể thu hút lao động lớn tuổi bằng cách linh hoạt hơn về thời gian, địa điểm làm việc, cũng như có chương trình đào tạo dành cho họ. Tuy nhiên, phát biểu khi công bố báo cáo trên, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers đã loại trừ biện pháp trợ cấp sinh con khi nói rằng đòn bẩy chính sách hiện nay đã khác trước. Theo Bộ trưởng Chalmers, thì Úc Châu có những chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con như hỗ trợ chi phí giáo dục dành cho trẻ em. Tình trạng dân số tăng trưởng chậm lại và ngày một già đang là thách thức kép đối với nhiều quốc gia tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, theo báo cáo gần đây của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là ESCAP, thì số người từ 60 tuổi trở lên ở khu vực này sẽ tăng lên 1,3 tỷ vào năm 2050, chiếm 25% dân số. Tỷ lệ này năm 2022 là khoảng 14%. Kế đến là tin sinh hoạt chính trị. Thủ tướng Albanese khởi động chiến dịch cho cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Fadden. Đảng Lao động đang đứng trước một thử thách lớn trong cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Fadden ở Gold Coast, sau khi nghị sĩ Đảng Tự do tại đơn vị này là ông Stuart Robert tuyên bố rời khỏi Quốc hội, vì đơn vị Fadden vốn được coi là đơn vị rất an toàn của Đảng Tự do. Ứng cử viên của Đảng Lao động tại đơn vị Fadden là bà Leticia Del Fabbro, một y tá tại địa phương, mà theo lời Thủ tướng Albanese thì đây là một phụ nữ xuất sắc, một tấm gương điển hình cho những đức tính tốt nhất của người Úc và đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp đỡ người khác với tư cách là một y tá, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Thủ tướng Albanese đã bắt đầu chiến dịch tranh cử ở Gold Coast vào thứ ba tuần trước và đã nói với các phóng viên rằng bà Del Fabbro là một ứng cử viên xứng đáng, hiện thân của sức mạnh to lớn của Đảng Lao động về giáo dục, kỹ năng và chăm sóc sức khỏe. Về phía Đảng Tự do, mặc dù ông Stuart Robert đã tuyên bố rời khỏi chính trường sau vụ bê bối về chương trình đòi nợ tự động Robodebt, thế nhưng tỷ lệ cử tri ủng hộ Đảng Tự do tại đơn vị Fadden vẫn cao hơn so với Đảng Lao động, vì Đảng Tự do đã nắm đơn vị này trong suốt 16 năm qua. Và trong cuộc bầu cử vào năm ngoái, tỷ lệ cử tri ủng hộ cho ông Robert là 10,6%. Nhắc lại là ông Robert đã giữ vai trò dân biểu tại đơn vị Fadden vào năm 2007. Sau đó, ông cũng đã được bầu vào nội các của chính phủ liên đảng tiền nhiệm, chịu trách nhiệm về kỹ năng và về chương trình bảo hiểm khuyết tật NDIS. Về phía liên đảng đối lập, lãnh tụ Peter Dutton cũng đã loan báo ứng cử viên cho đơn vị Fadden trong cuộc bầu cử bổ túc lần này là ông Cameron Caldwell, một ủy viên hội đồng thành phố Gold Coast trong 12 năm, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Tự do gần đây. Cũng tin sinh hoạt chính trị, Phó Thủ hiến Stephen Miles xác nhận thách thức vai trò lãnh đạo tại Queensland chỉ là tin đồn. Phó Thủ hiến Queensland đã bác bỏ những đề xuất về những thách thức vai trò lãnh đạo chống lại Thủ hiến Anastasia Palaszczuk trong bối cảnh uy tín đối với chính phủ Đảng Lao động ngày càng suy yếu. Lời xác nhận này của ông Stephen Miles được ví như một gáo nước lạnh dội vào những đồn đoán được đưa ra trong bối cảnh các dự án luật đối với thanh thiếu niên tội phạm đang gây nhiều tranh cãi. Trong khi các cuộc thăm dò công luận thì cho thấy sự ủng hộ dành cho Đảng Lao động đã có sự sụt giảm đáng kể. Phát biểu với các cơ quan truyền thông ngày hôm qua, ông Stephen Miles nói rằng sức mạnh to lớn nhất của một chính phủ chính là sự đoàn kết và may mắn là với sự lãnh đạo của Thủ hiến Palaszczuk, nội các Queensland đang có được sự đoàn kết này. Tuy nhiên, ông Stephen Miles cũng không loại trừ nỗ lực đảm nhận vị trí cao nhất trong tương lai nếu Thủ hiến từ chức. Chính phủ Queensland đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ đảng đối lập và các đảng nhỏ khác về luật mới cho phép trẻ em bị cảnh sát giam giữ nếu vi phạm luật pháp. Đảng Xanh đã mô tả dự luật này là sự tàn lụi của nền dân chủ, trong khi lãnh tụ Đảng Tự do David Crisafulli đã lên án chính phủ là làm hỏng Quốc hội Queensland. Ngoài việc chính phủ lao động bị chỉ trích, thì cá nhân Thủ hiến Palaszczuk cũng đã bị chỉ trích nặng nề về chuyến du lịch 2 tuần đến châu Âu ngay sau khi dự luật gây nhiều tranh cãi nói trên được thông qua. Sau đây là tin sinh hoạt chính trị tại Victoria. Đảng Tự do tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Warrandyte. Bà Nicole Verner, ứng cử viên Đảng Tự do, đã giành được 57,76% phiếu bầu trong cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Warrandyte vừa diễn ra vào thứ Bảy.
Điều này cũng có nghĩa là bà Nicole Werner đã thay thế ông Ryan Smith để trở thành dân biểu tại đơn vị Warren Dyke. Phát biểu với các cơ quan truyền thông vào tối thứ Bảy, sau khi tuyên bố chiến thắng, lãnh tụ Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập ông John Peschuto cho biết, việc cử tri ủng hộ mạnh mẽ bà Werner là một minh chứng cho thấy Liên đảng vẫn có khả năng giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2026, bất chấp kết quả yếu kém từ các cuộc bầu cử trước đây. Nhắc lại là trong cuộc bầu cử bổ túc vừa qua, Đảng Lao động đã quyết định không tranh cử. Điều này có nghĩa là bà Nicole Werner chỉ có một đối thủ duy nhất là ứng cử viên từ Đảng Xanh, ông Thomas Lightbody, phó thị trưởng hội đồng thành phố địa phương. Kết quả là với hơn 60% số phiếu được kiểm, bà Werner đã dẫn trước ông Lightbody từ 70,56% đến 29,44% trên cơ sở ưu tiên của hai đảng. Trong khi ứng cử viên đảng xanh chỉ giành được 17,28% số phiếu bầu sơ bộ. Bà Werner, cựu nhân viên từ thiện, đồng thời bà cũng là một mục sư và là nhân viên của nghị sĩ Jan Hume, đã nói với những người ủng hộ rằng bà vô cùng biết ơn khi được phục vụ với tư cách là thành viên của đơn vị Warren Dyke. Đồng thời, bà Werner cũng đã nói lời cảm ơn cha mẹ của mình, những người di cư đã đến Úc vào thập niên 1980 để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kế đến là tin an ninh quốc phòng. Úc, Philippines diễn tập tái chiếm đảo. Hơn 1.700 binh lính Úc và Philippines, bao gồm 1.200 binh sĩ Úc và 560 lính thủy đánh bộ Philippines, đã tham gia diễn tập đổ bộ tái chiếm đảo nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng khi tình hình khu vực đang có nhiều biến động. Cuộc diễn tập nói trên đã diễn ra ngày 25 tháng 8 tại một căn cứ hải quân cách bãi cạn Scarborough khoảng 240 km về phía đông. Bãi cạn Scarborough lâu nay vốn là tâm điểm tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết, trong bối cảnh khu vực chứng kiến nhiều biến động, cuộc diễn tập với binh lính Úc và hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa các nước trong khu vực là điều vô cùng quan trọng. Về phía Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết, Canberra cam kết hướng tới một thế giới giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế và sẽ nâng cao năng lực quân sự để tăng cường trật tự dựa trên luật lệ. Cuộc diễn tập trên đã diễn ra sau khi các tàu hải cảnh Trung Quốc vào ngày 5 tháng 8 bị cáo buộc là đã phun vòi rồng và chặn tàu tiếp tế của Philippines khi chiếc tàu này tiếp cận chiến hạm BRP Sierra Madre tại bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cuối cùng là tin về việc ba lính thủy đánh bộ Mỹ tử nạn sau khi một chiếc trực thăng đã bị rơi khi tập trận ở Úc. Một chiếc trực thăng chở theo 23 lính thủy đánh bộ Mỹ đã gặp tai nạn khi tham gia tập trận trên đảo Melville, khiến ba binh sĩ tử nạn. Theo thông cáo được lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đưa ra ngày hôm qua 27 tháng 8, thì chiếc trực thăng Osprey chở theo 23 lính thủy đánh bộ Mỹ đã gặp nạn lúc 9 giờ 43 phút sáng giờ đồng bộ Úc Châu khi đang tham gia bài huấn luyện trên đảo Melville thuộc phía bắc lục địa Úc Châu. Ngoài 3 người tử vong tại chỗ, còn có 5 người khác đã được chuyển tới Bệnh viện Royal Darwin trong tình trạng nguy kịch. Theo tờ The Guardian, cuộc tập trận chung Predator Run năm nay được tổ chức ở Úc với sự tham gia của các lực lượng vũ trang từ các nước chủ nhà Mỹ, Indonesia, Philippines và Timor-Leste. Có tổng cộng 2.500 binh sĩ tham gia vào sự kiện lần này. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đây là một bi kịch. Cũng theo lời Thủ tướng Albanese, thì Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến việc ứng phó và bảo đảm khả năng cung cấp mọi sự hỗ trợ tại thời điểm này. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi cuộc tập trận Predator Run 2023 bắt đầu ở vùng Top End của lãnh thổ Bắc Úc, với sự tham gia của binh sĩ Philippines, Indonesia và Đông Timor. Cuộc diễn tập này có sự tham gia của 2.500 binh sĩ diễn ra ở Darwin và trên quần đảo Tiwi của Úc. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.